Các bạn ơi, hiện tại mình đang có mặt ở sân bay Gia Lâm nha mọi người nha. Và ngày hôm nay mình sẽ lại quay những cái chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm cho mọi người cùng xem nhá. Và bây giờ có một chiếc máy bay đang hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm nhá các bạn nhá. Mình đứng ở khu vực này thì quan sát rất là gần máy bay hạ cánh luôn mọi người ạ. Casa của quân đội không quân Việt Nam. Vừa rồi thì mình đã thấy một cái chiếc máy bay Casa của quân đội không quân Việt Nam nha mọi người nha. Và bây giờ có một chiếc máy bay nữa cũng đang hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm. Và đây không biết là chiếc máy bay gì đây mọi người nha. Quan sát máy bay ở đây thì rất là gần luôn, gần hơn ở sân bay Nội Bài. Và đây là một chiếc máy bay vận tải của quân đội không quân Việt Nam mọi người ạ. Thời tiết hôm nay thì rất gió, hiện tại đang có chiếc máy bay bay ngang qua sân bay Gia Lâm nha mọi người nhá. Chiếc máy bay này đang không hạ cánh ở sân bay Gia Lâm. Các bạn ơi, và vừa rồi mình đã quay cho các bạn xem hai chiếc máy bay, đó là một chiếc máy bay Casa và một chiếc máy bay vận tải của không quân Việt Nam nha mọi người nha. Và chiếc máy bay Casa mà lần đầu tiên mình quay được đó là một trong những chiếc máy bay Casa mà tham gia tìm kiếm cũng như là cứu hộ chiếc máy bay Su-30 của quân đội không quân Việt Nam khi mà tham gia huấn luyện bay và bị rơi ở ngoài biển khơi. Và khi đó một trong những cái chiếc máy bay Casa của chúng ta tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ thì một trong những chiếc máy bay Casa đó cũng bị rơi ở ngoài biển, và đó là một điều rất buồn và đáng tiếc. Và hôm nay mình có mặt ở đây và quay cho các bạn xem một trong những chiếc máy bay tham gia huấn luyện ngày hôm nay của không quân Việt Nam ở sân bay Gia Lâm. Và video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nhá. Bye bye.